Có một cái bài nhạc mà trong chương trình lúc mà đưa cái danh sách cho em đó, thì em thấy em rất là thích ơi là thích luôn. Đó là có bài nhạc Song Ca mà chương trình yêu cầu là Thảo Trác và anh Lương Chí Cường hát chung. Cái bài nhạc này tên là Lời Cuối Cho Tình Yêu. Thì Hùng Lý Hùng mới nhớ lại. Wow, hai người cũng thích bài nhạc lắm hả? Thích lắm, thích rất lắm. Thích lắm luôn hả? Dạ, thích quá luôn. Là chương trình đưa hay là tại vì hai người yêu cầu? Thiệt ra là bài này nó ra đời lúc mà em vẫn chưa đẻ, cho nên là mà em biết em là lần đầu tiên em nghe cái bài khúc, ca khúc này luôn. Dạ. Và thầy giáo Lương Chí Cường dạy em bài này phát âm tiếng Trung Quốc. Dạ. Ồ, liều vậy hả? Dạ. Hát tiếng Hoa trong cái bài nhạc mới này luôn. Dạ. Đây là lần đầu tiên em hát bài nhạc này. Dạ. Mà cũng em lại lần đầu tiên nghe luôn, cũng phải về học đấy chứ. Và hát tiếng Hoa. Phải công nhận là chắc Thảo rất là thông minh nha các bạn. Trời, dạy xong là lúc đầu là chưa có được, giờ cái khoảng một tiếng sau là hát chuẩn được. Dạ, rất là mừng luôn. Dạ. Rất là mừng. Hay là có phải là tại em có máu người Hoa mà em không biết không? Giờ xí sủa thì sủa được, nhưng mà bây giờ là phải sủa đúng chữ. Nên là mình nghiêm túc lại một xíu thì mình sủa nhiều quá thì bây giờ mình chỉnh lại thì sao hay vô được. Sao hay vậy trời. Có cái bài nhạc này đó thưa quý vị, Hùng Lê Hùng xin cáo lỗi là Hùng cũng có đi tìm trên Google để tìm ra là tác giả của bài nhạc này, nhưng Hùng kém may mắn tìm không thấy. Và dĩ nhiên cái bài nhạc này đó vào khoảng thập niên 90, dạ khoảng cỡ đó, dạ. Thì hình như là có một dàn loạt mưa bụi của dạ, Việt Nam mình thì cái bài nhạc này cũng có rất là nhiều ca sĩ mà thành danh hát qua, Hùng cũng rất là thích. Nhưng không ngờ khi tìm lại là người viết lời nhạc cho bài nhạc này thì chúng tôi bó tay. Nếu quý vị nào mà xem chương trình của chúng tôi, xin quý vị hãy cho tôi thông tin để chúng tôi cảm ơn đến cái vị viết lời nhạc cho cái bài nhạc này mà chúng tôi sắp sửa khoe với lại quý vị, với tiếng hát mà chúng tôi rất ưng ý, Thảo Trác và Lương Chí Cường. Rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Anh ơi, ngày xưa em đã nói nếu ta chia tay nhau chẳng vấn vương, chẳng buồn, tình sẽ không ướt mi. Em ơi, lòng anh đang chơi vơi tiếc thương duyên bấy lâu. Làm sao anh quên em kỷ niệm xưa hai ta cùng bấy lâu đắm đuối bên nhau. Xin một lần nhau trong phút giây mười mừng thôi nói tiếng yêu lần cuối cho nên âm thầm lặng quay. Ta chia tay nhau còn chi nữa, lời cuối cho liên tiếc vấn vương, quên đi duyên xưa từ ly ta trao nhau lời cuối. Người ơi anh phải quên em sao, hình bóng thân ai không nhạt nhòa. Làm sao anh lãng quên. Chẳng chính xin đôi nị xua qua chính chưa khờ hồi xanh nên chiến chữ xoay chân là xoay nguyên tăng tăng ở chữ hoa chân chính xua qua rồi qua nhau lý chính hoa yang hoa lý khai mi lạc chẳng bù hơi yếu lý đi tan hoa nhau rũ hờ rũ hờ năng kinh dư dài chữ sáng nị. Hoa chân mơ nâng câu, hoa chân mơ nâng câu, hoa mãi chẳng nghĩ chế huệ nhị. Đang hoa dài khăn khăn nhị, đang hoa dài xóa ai nhị, biệt chẳng nhị bề nhịnh lý trí. Phát sáng sinh xoay hoa phẳng sao, chìm bối nhạc sinh hoan hoang thi. Điều rằng đã hay nhìn tàng tàng đã xoay phẳng
许会更想你，也许已没有也许。ta chia tay nhau còn chi nữa, lời cuối cho liên tiếp vấn vương. Quên đi xuyên xưa, từ ly ta trao nhau lời cuối. Người ơi anh phải quên em sao? Hình bóng thân ai không nhạt nhòa. Làm sao anh lãng quên?